Đã thành thông lệ, cứ đến khi trận đấu căng như dây đàn và cần một khoảnh khắc ngôi sao, các cổ động viên Manchester United lại hướng về Bruno Fernandes. Người đội trưởng đó trong lượt trận trước Twente tại Cúp C2 cũng đã có những khoảnh khắc như vậy khi đồng hồ điểm qua phút thứ 80. Đó là một tình huống quen thuộc mà người hâm mộ ở Old Trafford đã chứng kiến nhiều lần kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ vào tháng 1 năm 2020. Fernandes đôi khi biến mất trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng khi bóng đến chân anh ở 1/3 cuối sân đối phương thì mọi thứ lại thay đổi. Anh có thể tạo ra một đường truyền quan trọng hoặc là thực hiện một cú sút làm nên chuyện. Chính vì điều này mà Fernandes được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của United trong thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Đó cũng là lý do tại sao câu lạc bộ quyết định gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2027 mà không có một sự phàn nàn nào ở trong lòng đội bóng cả. Đó là điều hiển nhiên sau những đóng góp và vị thế hiện tại của Bruno. Thế nhưng kết quả hòa 1-1 với FC Twente ở trận mở màn Europa League, Fernandes lại có một màn trình diễn không mấy ấn tượng, lần này là từ đầu chí cuối. Từ những cú chạm 1-0 chính xác đến những đường truyền thiếu chất lượng, anh tỏ ra khó khăn trong việc thể hiện mình. Khả năng xử lý bóng của Fernandes dễ thấy là cũng kém đi và anh dường như không thể tìm được cách để phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương. Twente là một đối thủ khó chịu và mặc dù họ không phải là một đội bóng mạnh, Fernandes cùng với các đồng đội vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ đến khi Nusay Mazraoui cướp bóng từ Saifala Latif ngay rìa vòng cấm của Twente thì cơ hội mới thực sự mở ra. Bóng đến chân của Fernandes sau đường truyền của Manuel Ugarte và cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có một cú sút uy lực vào khung thành. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch mục tiêu. Sự thất vọng của Fernandes thể hiện rõ ràng khi anh khuỵu gối xuống, gào thét lên trời và cúi mặt gần mặt cỏ. Đó là tín hiệu của sự thất vọng, của sự bất lực mà người hâm mộ hoàn toàn có thể cảm nhận. Bruno Fernandes đã cống hiến rất nhiều cho Manchester United trong suốt 4 mùa giải rưỡi vừa qua, nhưng có vẻ như là trong chiến dịch thứ 5 này mới bắt đầu những gánh nặng hình thành. Với việc đã bước sang tuổi 30, phong độ của anh bị đặt nhiều nghi vấn. Những tình huống như bỏ lỡ cơ hội trước Twente chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy là Fernandes cần nhiều sự giúp đỡ hơn từ phía các đồng đội. Phong độ của Manchester United trong giai đoạn đầu mùa giải 2024-25 cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại. Nó trái ngược với chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mà họ đã rất tận tâm. Ở trận mở màn C2, Bruno Fernandes mất bóng tới 19 lần trong trận đấu với FC Twente và chỉ tạo ra được một cơ hội duy nhất. Đây là một thành tích rất thấp so với những gì mà người hâm mộ kỳ vọng tại Anh. Các cầu thủ xung quanh Fernandes cũng không thể hiện gì hơn. Joshua Zirkzee là tân binh đầu tiên trong triều đại Ineos lại không thể kết nối với các quả tạt, khiến cho hàng công của United không thể tìm được đầu ra. Hàng tiền vệ của đội bóng cũng chưa tìm ra được sự cân bằng, và điều này đang tạo ra những vấn đề lớn cho huấn luyện viên Erik ten Hag. Khi mà những cá nhân tuyến giữa so với 4 năm qua liên tục thay mới, cả Fred và Scott McTominay đều cũng đã chuyển đi. Trước đó thì cả Paul Pogba, Nemanja Matic và Ander Herrera cũng chẳng còn. Thì dĩ nhiên khi mà vấn đề chưa được giải quyết, người ta hướng đến người sống sót còn lại là Bruno Fernandes. Về bối cảnh thì có lẽ một phần nguyên nhân đến từ việc United vẫn đang cố gắng thích nghi sau những khó khăn ở mùa giải trước. Chấn thương và lối chơi phản công không ổn định, có sao đá vậy đã khiến cho đội bóng này trải qua một mùa giải không thành công. Mặc dù hiện tại thì họ đã thoát khỏi tình trạng hỗn loạn đó, nhưng vẫn còn những vết hằn sâu trong lối chơi của đội. Các vấn đề này không chỉ nằm ở mặt chiến thuật mà còn ở cả tâm lý thi đấu. Khi mà những bàn thắng không còn đến dễ dàng, áp lực dồn lên các cầu thủ tấn công như Fernandes trở nên lớn hơn bao giờ hết. Nhìn vào thành tích của United trong 25 trận gần đây, chỉ có được 10 chiến thắng, rõ ràng là Quỷ Đỏ đang thiếu một yếu tố quyết định để bứt phá. Và họ có thể mong chờ ai thực hiện điều đó nếu không phải là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Premier League mùa trước, Bruno Fernandes. Nhưng khi mà những thống kê đó không mang lại nhiều giá trị đến thành tích của đội bóng, cách chơi của đội trưởng United sẽ bị đem lên để tế. Harris, Harrison là những gì có thể nói về Bruno của ngày ấy và ngay cả hiện tại. Phong cách chơi rủi ro cao thường đồng điệu với hiệu quả lớn của anh, từng là yếu tố mang lại thành công cho United, nhưng giờ đây dường như không còn hiệu quả như trước. Fernandes thường mất quyền kiểm soát bóng khi cố gắng tạo ra những tình huống đột phá, và điều này khiến cho anh trở thành một vấn đề trong chiến thuật của huấn luyện viên Erik ten Hag. Khi mà Fernandes ký hợp đồng mới vào tháng 8, nhiều người kỳ vọng rằng đây sẽ là thời điểm anh trở thành một nhân tố ổn định cho United thay vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm như trước, bởi đội hình thì đã được củng cố nhiều hơn. Tuy nhiên, sự khởi đầu chậm chạp của mùa giải này lại gợi ý một điều ngược lại, đó là United vẫn cần đến Fernandes để có được những khoảnh khắc xuất sắc ngay cả khi anh đang chững lại ở tuổi 30. Chỉ là bản thân đội trưởng này thì lực bất tòng tâm,
có thể do phong độ, cũng có thể là bởi chính kiểu chơi quá trực diện, quá mạo hiểm của anh có tác động không tốt đến phong cách kiểm soát của thầy 10. Và tại sao lại không tốt? Lấy ví dụ về Martin Odegaard của Arsenal, cùng vai trò với Bruno và trên lý thuyết bản đồ nhiệt cũng tương đồng, thậm chí là còn có phần cố định ở hành lang cánh phải. Anh không bao quát nhiều như là Bruno, nhưng hiệu quả đem lại về cấu trúc đội hình là tốt hơn. Người ta nói là United mất giữa một phần cũng là vì Bruno thường chủ động đứng ở những vị trí mà anh cho là sẽ tạo ra sát thương cho đối thủ. Ngay từ thời điểm dâng lên tấn công, Bruno cũng đã có phần ngẫu hứng trong khâu di chuyển. Và đến khi anh để mất bóng, rất khó để những cầu thủ phía sau kịp thời phản ứng. Bởi lúc đó thì quân số tuyến giữa đã thua thiệt. Ở Odegaard, có thể là anh sẽ cung cấp ít đường key pass hơn Bruno bình quân, nhưng cấu trúc tuyến giữa của Arsenal thì cực khó để xuyên phá. Đó cũng là một trong những lý do mà người hâm mộ cho rằng Bruno nên được loại bỏ. Và khi đó thì mọi thứ sẽ đẹp như trận đấu với Barnsley chẳng hạn. Bruno đã thi đấu hơn 20.000 phút cho Manchester United tính đến nay. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã cống hiến hết mình trong những năm qua. Nhưng nếu không thể tìm lại đỉnh cao phong độ, Ten Hag sẽ phải tìm ra một giải pháp thay thế. Có thể là Mason Mount, Christian Eriksen hoặc là Amad Diallo sẽ được trao cơ hội ở vị trí số 10. Nhưng nhìn kiểu gì thì đó cũng là hạ sách, bởi United đã đặt tương lai của mình vào số 8 này. Cả Ten Hag và bộ sậu ngay từ những ngày đầu đã kiên định như vậy. Cho Bruno biến mất cũng có nghĩa là kỷ nguyên của ông thầy người Hà Lan cũng đi tong, bởi anh chính là tác phẩm đầu tiên. Mùa giải của Manchester United có thể sẽ phụ thuộc vào việc họ tìm ra cách sử dụng tốt nhất khả năng của Bruno Fernandes. Nhưng nếu các đội bóng khác có thể dễ dàng phá vỡ hệ thống của United, đội bóng này có nguy cơ lại phải thi đấu tại Europa League mùa giải tiếp theo, thay vì cạnh tranh cho một suất dự Champions League. Theo SofaScore, Fernandes đã có tới 72 lần chạm bóng trong trận đấu với Twente, cho thấy anh vẫn là trung tâm của lối chơi tấn công của United. Anh không bao giờ ngừng di chuyển, luôn tìm cách tạo ra sự khác biệt, nhưng đầu ra thì cần phải được đảm bảo, bằng không thì chẳng có gì thay đổi cả. Mất bóng 19 lần trong một trận đấu là điều không thể chấp nhận được đối với một cầu thủ đẳng cấp như là Fernandes, và điều này đang tạo ra áp lực lớn lên Ten Hag. Ở mùa giải 2024-2025, Bruno Fernandes vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, và những thống kê cho thấy là anh đang gặp vấn đề. Với 17 cú sút không thành công, anh hiện là cầu thủ có nhiều cú sút nhất mà không ghi bàn ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ten Hag cần phải đối mặt với thực tế rằng Bruno Fernandes có thể không còn là lựa chọn không thể thay thế. Nếu phong độ của anh không được cải thiện, United sẽ phải tìm kiếm các giải pháp khác. Thất bại trước Tottenham Hotspur nếu xảy ra có thể sẽ đẩy United vào tình trạng khó khăn hơn nữa, và nếu không có sự thay đổi nào sớm, Ten Hag sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn, cũng giống như tầm này năm ngoái với bản thân ông mà thôi. Vượt qua hiểm nguy thì lúc đó câu hỏi sẽ lại là niềm tin đó là ngắn hạn hay là dài hạn. Còn trong cái rủi, thầy 10 tìm ra Kobbie Mainoo, đặt niềm tin vào Garnacho, đó là dài hạn. Còn việc để Harry Maguire hay Scott McTominay đóng vai người hùng thì đó là ngắn hạn. Mùa này Ten Hag sẽ được ban lãnh đạo để ý nhiều hơn. Vì thế ngay cả khi thành tích không tệ, một khi họ không nhìn thấy tương lai, triều đại của ông cũng khó lòng mà tiếp tục. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2026, Ten Hag trên lý thuyết có thời gian để ổn định đội bóng, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng ông sẽ còn tại vị nếu mọi chuyện tiếp tục đi xuống. United không thể tiếp tục trượt dài, và Ten Hag phải tìm cách tận dụng tối đa tiềm năng của Fernandes nếu muốn giữ ghế của mình. Một cầu thủ 30 tuổi thì rất khó thay đổi kiểu chơi đã làm nên thương hiệu, vậy nên mong rằng một cách tự nhiên, Bruno sẽ lại chiếm được niềm tin tuyệt đối của người hâm mộ United và chấm dứt những hoài nghi.